Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Để tiếp tục thì hôm nay thì bên cửa hàng em lại làm cái video clip nữa để giới thiệu với các bác một dòng main công suất của LSA90, một dòng đẩy quá chi là bền bỉ, chất lượng và đẹp mắt, cũng như là hiệu suất dùng rất là tốt, rất là hiệu quả. Dòng mạch này là dòng mạch class TD và nó được thiết kế bởi dạng nguồn xung, vô cùng hiệu quả để các bác đi làm sự kiện cũng như là nghe gia đình, với chất lượng âm thanh tốt như dòng mạch class TD mang lại. Đấy, và di chuyển, nếu như các bác làm ngoài trời sự kiện di chuyển nó cũng rất là nhẹ nhàng, hạn chế được tốn công sức rất là nhiều. Đấy, thì chiếc đẩy này thì hôm trước em có bán đi cũng rất là nhiều rồi, có mười mấy cái em bán cũng hết rồi. Thì hiện tại là ở bên cửa hàng em còn hai ba cái gì đấy. Hai ba cái thì nói thật ra với các bác là cũng có mỗi mình làm, cho nên là vệ sinh đến đâu thì bán đến đấy thôi. Thì mấy hôm nay thì hàng hóa nó cũng giãn giãn rồi, bắt đầu là em lại vệ sinh lau chùi, em lại làm lại video làm tiếp tục giới thiệu với các bác. Không, nhiều khi có những bác hỏi thì em cũng chưa có chụp ảnh như thế nọ thế kia, nó quên đi, đâm ra là hôm nay em tiếp tục em làm giới thiệu với các bác. Dòng bên này là 1300W một kênh nha, 300W một kênh nha các bác nha. Thì với cái mức tiền đấy là 6.500.000 đồng, 6.500.000 đồng các bác được bảo hành 3 tháng. Đấy, phải nói chi là rất là khỏe, rất là tốt với cái dòng mạch này, chạy hiệu quả cực kỳ luôn. Các bác đầu tư một lần sử dụng bền bỉ. Đấy, rất là bền. Đấy, các bác nhìn thêm máy mạch đang còn rất là mới luôn nha, nguồn xung nhẹ nhàng hiệu quả. Bo mạch vẫn đang còn rất chi là mới. Đó, em lau chùi sạch sẽ cho các bác này, các bác dùng nó yên tâm rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn thấy nha, ban ngày thì em livestream mà em quay video nó đẹp lắm, nhưng buổi tối nhiều khi livestream thì có nhiều bác nhìn thấy nó mờ mờ ảo ảo thôi. Đấy, phải nói rất là đẹp. Dập xung phân tần loa thì nó cả tiết chế cả bộ luôn. Cái này là bảo vệ loa các bác nhá. Dùng cái máy này rất là an toàn. Ít khi mà các bác bị nó xung điện ra loa hay là thế nọ thế kia nó làm cháy loa cho các bác lắm. Này nó bảo vệ rất là tốt luôn. Mạch này nó bảo vệ rất là tốt. Đấy. Xử lý con này nó xử lý bằng Opal 275 các bác nhá. Xử lý bằng Opal 275, chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Hệ thống bảo vệ đóng ngắt dơ le, bảo vệ mute mạch. Đầy đủ các cái chức năng bảo vệ cho các bác sử dụng, nó đảm bảo an toàn. Đấy. Mọi người có nhu cầu đặt mua sản phẩm này với mức tiền 6.500.000 đồng, vui lòng liên hệ cho em qua số 0969800985 để đặt hàng. Số lượng thì còn rất là ít, chỉ còn tầm 2 cái đến 3 cái thôi các bác nhá. Đấy. Và mọi người xem video hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất trong ngày. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.